미치고. Nhiệt huyết và sự kiên trì sẽ phát huy sức mạnh khiến chúng ta khó mà tưởng tượng được. Ở Trung Quốc, một chàng trai 9X bằng ý chí quyết tâm đã tạo ra tác phẩm vô cùng đáng giá. Anh tận dụng 6.000 lốp xe cũ trong 700 ngày để tạo ra một con rồng lớn sống động. Mục đích của việc làm này là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, khiến mọi người không khỏi thán phục. Ở làng Vương Cảnh, thôn Trương Phó, thị trấn Lăng Thành, huyện Tuy Ninh, Từ Châu, Trung Quốc, Chu Đoan Khởi là nghệ sĩ điêu khắc 9X, có sở thích chế tác các tác phẩm nghệ thuật tại nhà. Bỗng một hôm anh nảy ra ý tưởng, bỏ tiền thu mua lốp xe cũ không còn dùng nữa. Không chỉ lốp xe ô tô, cả lốp xe đạp, Chu Đoan Khởi cũng mua lại. Cuối cùng số lượng thu mua lên đến tổng cộng hơn 6.000 lốp. Người dân trong làng xì xào bàn tán, nói anh lãng phí tiền. Cứ như vậy, Chu Đoan Khởi bận biểu với đống lốp ở sân sau. Thoát cái đã hơn 700 ngày, cuối cùng tác phẩm cũng ra lò, đó là một con rồng lớn dài 10,8m, cao 4,8m, nặng khoảng 2 tấn, đứng sừng sững trong sân. Người dân sau khi nhìn thấy con rồng đồ sộ đều không khỏi kinh ngạc. Tác phẩm tuyệt vời này đã khiến danh tiếng của Chu Đoan Khởi nổi như cồn, rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn. Con rồng này tên là Qiwen, được coi là người con thứ 9 của rồng trong thần thoại Trung Quốc. Con rồng có khoảng gần 10.000 cái vẫy, phải cần sự nhẫn nại và ý chí phi thường thì mới có thể hoàn thành. Chàng trai 9X cho biết, độ dày của mỗi vẫy rồng đều khác nhau. Anh phải dùng dao cắt tỉa từng cái một. Chính anh giờ nghĩ lại cũng không biết mình đã làm thế nào để hoàn thành tác phẩm. Tuy nhiên, mục đích ban đầu của Chu Đoan Khởi đó là nhắc nhở mọi người về ý thức bảo vệ môi trường. Anh hy vọng sẽ có nhiều người hơn tham gia vào công tác bảo vệ môi trường, tái sử dụng phế liệu, cải thiện ô nhiễm môi trường. Anh cũng cho biết, hiện tại tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Có hôm anh nhìn thấy người ta đang đốt lốp xe ô tô cũ, vì thế chợt nảy ra ý tưởng tái sử dụng lốp xe. Sau đó anh bắt đầu thu mua lại lốp xe cũ và cho ra đời tác phẩm của mình. Một tác phẩm gần đây nhất của Chu Đoan Khởi đó là Chú Gà Trống Như Trong Hình. Hóa ra đằng sau tác phẩm nghệ thuật của chàng trai trẻ là cả một thông điệp sâu sắc. Hy vọng mọi người khi nhìn thấy tác phẩm của mình sẽ nâng cao ý thức và hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất thân yêu. Vào ngày sinh nhật thứ 16, người ta thường tặng nhau một ca phẫu thuật cắt mí. Là một trong những đất nước đề cao vẻ đẹp bên ngoài và có tỷ lệ phẫu thuật thẩm mỹ cao nhất thế giới. Tất nhiên không có gì lạ khi trong ngày sinh nhật thứ 16, mỗi người được tặng một món quà là một ca phẫu thuật cắt mí. Những món trái cây ăn vặt tràn ngập vỉa hè. Hàn Quốc nổi tiếng là thiên đường ăn vặt với những món ăn đặc trưng như bánh gạo, miếng trộn. Bên cạnh đó, những loại trái cây ướp lạnh ăn liền cũng được khách du lịch thích thú. Họ thường xuyên thành que và ướp đá những loại trái cây giải nhiệt như thơm, cóc, ổi, dưa hấu, dưa gang. Các vật thể bí ẩn được đặt khắp mọi nơi. Du khách và người dân có thể chơi đùa cùng những vật có hình thù kỳ quặc mọi lúc mọi nơi. Chiếc giường di động, vũ khí đắc lực của các ông bố bà mẹ. Khi dạo phố, không khó để bắt gặp hình ảnh các ông bố bà mẹ đặt cả căn nhà thu nhỏ vào trong một chiếc xe đẩy để bé có thể vừa ăn, vừa ngủ và sinh hoạt tại đây trong lúc họ ngắm cảnh, dã ngoại. Khoai tây lốc xoáy. Khoai tây lốc xoáy là một món ăn vặt khá được ưa chuộng tại Hàn Quốc. Cách làm món này vô cùng đơn giản. Khoai tây được cắt và tạo thành hình xoắn ốc, xiên vào những que dài, sau đó đem chiên giòn, rắc bột phô mai bên ngoài. Con đường âm nhạc giúp tài xế luôn tỉnh táo. Hàn Quốc là quốc gia có nền kinh tế phát triển vượt trội tại châu Á, do đó cơ sở hạ tầng tại đây đang ngày càng được nâng cấp hiện đại. Trong đó, đường xá và các phương tiện giao thông được đặc biệt chú trọng. Điều đặc biệt là khi lái xe, bạn muốn ngủ gật cũng không được, vì bên đường đã được gắn những chiếc loa phát liên tục những bài hát sôi động.
Dịch vụ giao thức ăn tận nhà vô cùng phổ biến. Có một điều vô cùng tuyệt vời ở Hàn Quốc, đó là bạn chẳng cần phải đi ra ngoài để mua đồ ăn. Gần như tất cả các quán ăn, cửa hàng ở đây đều có dịch vụ chuyển phát đồ ăn tới tận nơi mà người mua mong muốn. Đến khi ăn xong, khách hàng chỉ cần đặt bát đĩa vừa được giao ngoài cửa nhà, sẽ có nhân viên vận chuyển tới thu thập đem về quán. Có vẻ như cách này lại đang khuyến khích con người lười biếng hơn thì phải. Đàn ông hiện đại không ngại làm đẹp. Đàn ông hiện đại không ngại làm đẹp, đó là phương châm của cánh mày râu đến từ Hàn Quốc. Thậm chí còn có những chương trình TV chuyên để hướng dẫn kỹ năng trang điểm cho nam giới. Khoảng 20% số đàn ông Hàn Quốc sử dụng mỹ phẩm liên tục, một phần là bởi thị trường việc làm ở đây có tính cạnh tranh rất cao và có ngoại hình dễ nhìn là một lợi thế quan trọng. Đánh giá một người qua nhóm máu của họ. Đối với người dân ở quốc gia này, có một điều mà hầu hết ai cũng tin tưởng tuyệt đối, đó là nhóm máu. Họ tin rằng dòng máu chảy trong cơ thể con người sẽ nói lên tính cách và xu hướng hành động của con người ấy. Nói kim chi để tạo dáng cười khi chụp ảnh. Chúng ta đã quá quen thuộc với cách chụp hình say cheese. Tuy nhiên đối với người Hàn, cách gọi này sẽ bị biến thể đi một chút. Họ sẽ nói kim chi khi nhìn vào ống kính. Những chiếc giường sưởi. Hàn Quốc là một nước có khí hậu lạnh. Vào mùa đông, họ thường sử dụng hệ thống sưởi trung tâm để sưởi ấm. Vì thế, du khách đến đây khá ngạc nhiên và thích thú với thiết kế độc đáo của chiếc giường sưởi này. Thiên đường kim chi. Một bữa ăn truyền thống của người Hàn không thể thiếu được kim chi. Thức ăn truyền thống này có thể ăn sống hoặc dùng kèm với cơm chiên, nấu canh. Đừng bao giờ nói rằng bạn hiểu rõ về kim chi Hàn Quốc bởi chúng có rất nhiều loại và công thức chế biến khác nhau. Nón che nắng siêu rộng vành. Nón vành siêu rộng là vật bất ly thân không thể thiếu với bất kỳ cô nàng Hàn Quốc nào khi ra đường để che nắng. Kính râm chỉ che được đôi mắt nên đây là lựa chọn tiện lợi và an toàn nhất khi các người đẹp không muốn da mặt bị sạm đi. Uống sữa vào buổi trưa. Tất cả từ người già cho đến trẻ em đều dùng sữa vào bữa ăn trưa. Ngoài ra có thể thay thế bằng kem, sữa chua, sữa lắc hay những thực phẩm chứa nhiều chất béo. Thank you.